Địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 75 Tập 75 xin mời mở bản kinh ra Phần Khoa Chú Quyển Hạ Trang 17 Phục Thứ Địa Tạng Nhược vị Lai Thế Trung Hữu Chư Quốc Vương Cập Bà La Môn Đẳng Năng tác như thị bố thí Hoạch phước vô lượng Cánh năng hồi hướng Bất vấn đa thiểu tất cánh thành phật hạ huống thích phạm chuyển luân chi báo phần trước chúng tôi đã báo cáo tường tận rồi ở trong đây điều quan trọng nhất là tâm lượng trong ngạn ngữ của trung quốc có nói lượng lớn thì phước lớn tại vì sao gieo phước nhỏ bố thí rất ít mà có thể được phước báo lớn như vậy đây là điều mà người mới học phật chúng ta nghe thấy trên kinh nói những lời này thường không tránh khỏi hoài nghi sự hoài nghi này Điều là do chúng ta dùng tâm ý thế gian Để mà đo lường Đâu biết được là sự việc này Không phải dùng tâm ý thế gian Mà có thể tưởng tượng được Lý luận ở trong đây Là bởi vì xứng tánh Chỉ cần xứng tánh cho dù bố thí ít thật sự giống như là hạt bụi mảy lông đi nữa chẳng thấm tháp vào đâu nhưng công đức của họ đều là tận hư không khắp pháp giới sự thù thắng của phật pháp là ở chỗ này chỗ khó của phật pháp cũng là ở chỗ này khó ở chỗ phàm phu thường không thể mở rộng tâm lượng được. Lúc nào cũng là tâm lượng nhỏ, tâm lượng nhỏ dù tu bố thí nhiều đi nữa thì phước báo cũng hữu hạn. Nếu như là tâm lượng lớn, dù tu bố thí cực ít thì phước báo cũng không thể nghĩ bạc. Đạo lý này phải thể hội cho thật kỹ. Trong chú giải có mấy câu nói. Trang 17 đếm ngược đến hàng thứ ba Bắt đầu xem từ đoạn giữa Tôi đọc cho mọi người nghe Nhược bất vị tự cầu nhân thiên phước báo Chữ nhược là giả thiết Giả thiết là chúng ta nhất định Không phải vì cầu phước báo Nhân thiên cho chính mình Mục đích của bố thí là gì? Tận hồi hướng pháp giới chúng sanh chỉ hy vọng tất cả chúng sanh được phước tất cả chúng sanh được lợi ích nhất định không có nghĩ đến chính mình thì phước báo bố thí của người này là lớn rồi tắt bất vấn thí chi đa thiểu tất cánh thành phật dùng bốn chữ tất cánh thành phật này để miêu tả độ lớn phước báo của họ bởi vì phước báo của thế gian và xuất thế gian không có cái nào lớn hơn thành phật cả nói đến thành phật là phước báo đã đạt đến rốt ráo viên mãn rồi đạo lý này tóm lại chúng ta phải hiểu sau đó chúng ta sẽ không còn hoài nghi nữa sau cùng phật ở chỗ này đã làm một cái tổng kết thì cố địa tạng phổ khuyến chúng sanh đương tri thị học câu này là tổng kết đoạn phía trước bởi vì phía trước là nói nguyên nhân gieo nhân thiện được quả thiện quả báo thù thắng như vậy có người nào mà không mong cầu chứ tại vì sao chúng sanh cầu không được những gì mà chúng sanh tu không đúng như lý như pháp cho nên được phước hữu hạn nếu tu học đúng như lý như pháp sẽ được phước vô lượng vô biên nhưng lý luận và phương pháp Nhất định phải thâm nhập kinh tạng Không đọc kinh Không nghiên cứu giáo lý Thì làm sao có thể hiểu được lý luận này Bạn làm sao có thể biết được phương pháp này Cho nên chư Phật Bồ Tát Và các tổ sư đại đức xưa nay Thường hay khuyến khích chúng ta Không thể không đọc kinh sách đạo lý là ở chỗ này xem tiếp đoạn này dưới đây thứ hai là nam nữ thí phước mời xem kinh văn phục thứ địa tạng đây là lại gọi ngài bồ tát địa tạng thêm một lần nữa vị lai thế trung nhược thiện nam tử thiện nữ nhân ư ừ, phật pháp trung chủng thiểu thiện căn mau phát xa trần đẳng hứa sở thọ phước lợi bất khả vi dụ đoạn kinh văn này cũng thường làm cho đại chúng sinh nghi hoặc có rất nhiều người tự cho rằng mình đã gieo phước tu thiện ở trong cửa phật rất nhiều rồi tại vì sao không được phước trong lịch sử trung quốc người nổi tiếng nhất là lương võ đế cả đời lương võ đế tu bố thí Ai có thể sánh bằng chứ Ông lúc đó dùng quyền lực của mình Dùng uy thế của mình hộ trì Phật Pháp Xây dựng chùa viện. Trong lịch sử ghi là Có đến 480 ngôi chùa Bình thường nhà Phật chúng ta thường nói Xây một ngôi tháp Đắp một bức tượng Phật Thì phước báo đó Là không thể nghĩ bà Huống hồ ông xây dựng được Đến 480 ngôi chùa Vậy thì chúng ta nghĩ xem Ông tạo được bao nhiêu bức tượng Phật Trong một ngôi chùa tóm lại không thể nói thờ một bức tượng Phật ông tạo bao nhiêu bức tượng phật tượng bồ tát bố thí cúng dường người xuất gia ông rất ưa thích ủng hộ người xuất gia người nào xuất gia ông nhất định bố thí cúng dường trong sách có ghi là đến mấy chục vạn người Phước báo này bao lớn Tại vì sau khi về già Vẫn gặp phải đủ thứ Chuyện bất hạnh Dường như không giống với những gì Trên kinh này nói Phước báo nhất định là có Nhưng nghiệp lực của ông Thì không thể chuyển trở lại được đây là nguyên nhân gì tâm lượng không lớn không có trí huệ cái này nhà phật thường gọi là tu phước mà không tu huệ ông là tu bố thí tài hình như cũng có bố thí pháp nhưng tóm lại là thiếu trí huệ tâm lượng không đủ lớn cho nên khi tổ sư đạt ma gặp ông thấy thái độ của ông dùng cách nói hiện nay để nói là rất đáng tự hào ông đã tạo rất nhiều việc tốt trong cửa phật như vậy là rất đáng tự hào khoe khoang những sự nghiệp mà mình đã làm mới hỏi tổ sư đạt ma công đức của tôi như vậy có lớn không tổ sư đạt ma nói với ông hoàn toàn không có công đức lời tổ sư đạt ma nói là chân thật vì sao hoàn toàn không có công đức vậy vì ông có thái độ kiêu mạn nên không có công đức rồi đạo lý này phải hiểu bố thí thật sự là có công đức nhưng vừa ngạo mạn là xong rồi Liền mất hết công đức Kiêu mạn là lửa thiêu cả rừng công đức Tổ sư Đạt Ma là người rất tuyệt vời Nói chuyện với Lương Võ Đế thấy không hợp căn cơ Lương Võ Đế không hộ trì Ngài Cho nên sau khi Ngài rời đi Đến chùa Thiếu Lâm Ngồi nhìn vào chết Không có người nào biết vì tổ sư như vậy đến Trung Quốc mà không có ai biết Không có ai hộ trì chín năm ngồi nhìn vào vách Kể ra quá giỏi Để được một người là Huệ Khả Và truyền Pháp cho Nếu như năm xưa Lương Võ Đế hộ trì Ngài Thì Thiền Tông đã phát huy rạng rỡ sớm rồi Không đến nỗi phải đợi đến đời thứ sáu là Huệ Năng đã phát huy rạng rỡ từ lâu rồi không có người biết đây là do không có huệ nhãn lương võ đế không nhận ra người nên đã bỏ lỡ qua cơ hội gieo phước đức lớn chân thật không có hộ trì tổ sư đạt ma bỏ lỡ cơ duyên rồi mấu chốt là ở khiêm tốn cung kính tâm lượng rộng lớn đây đều là sự biểu hiện của trí huệ cho nên nhìn từ trên thái độ của lương võ đế ta thấy ông không có trí huệ tâm lượng rất nhỏ đây là làm rất nhiều việc bố thí mà được phước không lớn nguyên nhân là ở chỗ này trong câu kinh văn này có một chữ rất then chốt mọi người phải xem cho rõ ràng đó là chữ thiện hoàn toàn không có nói nhược nam tử nữ nhân ư ừ, phật pháp trung chủng thiểu thiện căn mà là thiện nam tử thiện nữ nhân chữ thiện chính là chữ mấu chốt tiêu chuẩn của thiện là gì tịnh nghiệp tam phước trong quán vô lượng thọ phật kinh đã dạy rất rõ ràng tiêu chuẩn thiện của thế gian nhất định phải làm được bốn câu hiểu dưỡng cha mẹ phụng sự thầy tổ từ tâm không giết hại tu mười nghiệp thiện người như vậy mới là kẻ thiện nam người thiện nữ Cho nên Phật Pháp nói thiện là có tiêu chuẩn đàng hoàng. Nếu như chỉ nói kẻ nam người nữ mà không có nói chữ thiện Vì thì người bình thường chúng ta đều có phần rồi Nếu như thêm vào chữ thiện Thì chúng ta hãy suy nghĩ xem mình có hợp với tiêu chuẩn này hay không Nhưng kinh này là kinh đại thừa Không những là kinh đại thừa Chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ Từ đầu đến cuối có thể nói nó là đại kinh nhất thừa liễu nghĩa hay nói cách khác tiêu chuẩn của thiện còn phải nâng cao nữa nâng cao thêm một cấp nữa là thiện nhị thừa chính là thanh văn duyên giác người trung quốc gọi là la hán Biết chi phật thọ trì tam quy đầy đủ các giới không phạm oai nghi đây là thiện nhị thừa ba câu này chúng ta có làm được hay chưa còn phải nâng cao lên nữa kinh này là kinh đại thừa tiêu chuẩn thiện của đại thừa còn phải thêm bốn câu phá tâm bồ đề tinh sâu nhân quả đọc tụng đại thừa đây là tự lợi tự lợi sau đó mới lợi người đây là bồ tát đại thừa Lợi người Vậy mới là khuyến hóa tất cả chúng sanh Kẻ thiện nam người thiện nữ là cái tiêu chuẩn này Hay nói cách khác 11 câu của tịnh nghiệp Tam phước Thấy đều làm được rồi Vậy thì còn vấn đề gì nữa chứ Chúng ta vừa rồi mới nói Tâm lượng lớn thì phước lớn Người ta phát tâm bồ đề Tâm bồ đề là tâm lượng lớn Tâm Bồ Đề hoàn toàn không có tâm gì mình Không có tự tư tự lợi Tự tư tự lợi là mê hoặc Là tâm luân hồi Là tâm phạm phu Niệm niệm luôn nghĩ vì tất cả chúng sanh Trong hư không Pháp giới Đây là tâm Bồ Đề Cho nên người như vậy Gieo một ít cõi lành trong Phật Pháp ít đến mức nào vậy như mau phát sa trần mau là sợi lông trên người chúng ta thí dụ ít phát là tóc một sợi tóc sa trần một hạt cát một mảy bụi đây là hình dung bạn gieo căng lạnh ít ít đến cùng cực rồi tuy ít như vậy nhưng phước mà bạn nhận lợi ích mà bạn đạt được là không có gì so sánh được không cách gì nói hết được ngay cả phật cũng không thể nói hết được cho nên mọi người phải biết tam bảo là ruộng phước đứng đầu trong mười pháp giới Nhưng Phật Pháp truyền đến ngày nay Đã truyền được 3.000 năm rồi Nên không thể tránh khỏi biến chất Chúng ta thử xem thế gian này hiện nay Bất luận hàng hóa gì Vừa mới chào hàng là sản phẩm tốt nhất Để quảng bá thương hiệu Qua một vài năm thì biến chất rồi giả mạo cũng nhiều nhất định là không bằng lần đầu tiên chào hàng Phật pháp đã truyền ba nghìn năm rồi thì sao không biến chất cho được chứ là điều khó tránh khỏi nhất là vào thời kỳ mạt pháp đúng như lời trong kinh Lăng nghiêm nói Thời đại này của chúng ta Tà sư thuyết pháp Nhiều như các sông hằng Trên hình thức Là đạo tràng Phật Pháp Nhưng trên thực chất thì chưa chắc Cho nên nếu bạn muốn gieo phước trong cửa Phật Thì phải xem cho rõ ràng Trong đạo tràng này Có đạo hay không? có người tu hành chân thật ở trong đây hay không nếu không thì bạn gieo phước là đã gieo sai nơi rồi bạn đã nhận sai ruộng phước rồi bạn gieo xuống tương lai không được phước thì bạn không nên trách phật dạy sai phật không dạy sai là do chính bạn lơ là sơ ý xem đồ giả mạo cho là đồ thật cái này phải trách bản thân bạn do chính bạn lơ là sơ ý không biết hàng thật bạn bị mắc lừa bị thiệt thòi thế nhưng muốn chân thật biết hàng thì cũng không phải là chuyện đơn giản bạn phải có trí huệ bạn phải có kiến thức trí huệ và kiến thức có được từ đâu đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả đó chính là vì người diễn nói vì người diễn nói có lợi ích rất lớn nghĩa là dạy và học cùng nhau phát triển không thông qua dạy học thì việc mở trí huệ sẽ rất khó khăn nếu như bạn thực sự phát tâm dạy học nhiệt tâm dạy học thì cơ duyên khai mở trí huệ sẽ nhiều nếu bạn không dấn thân vào công tác dạy học thì cơ hội này sẽ rất ít trong khi bạn dạy học lúc bạn chuẩn bị lúc bạn sưu tập tài liệu tham khảo nó thường hay giúp bạn giác ngộ thế nhưng bạn không dạy học thì bạn sẽ không đi tìm những thứ này trong quá trình dạy học bạn cùng với người tiếp nhận dạy học bên này hỏi bên kia trả lời lắng nghe vấn đề họ nêu ra sẽ thường hay giúp mình giác ngộ cho nên ở trong sư đạo thường nói sư tư đạo hiệp nghĩa là thầy dạy học trò còn học trò thì giúp thầy mở trí huệ giúp thầy khai trí huệ giúp thầy tăng đức hạnh tạo nên cơ hội cho thầy như vậy mới gọi là dạy và học cùng nhau phát triển đôi bên cùng hỗ trợ nhau tiến triển phải hiểu được cái đạo lý này trong chú giải ở chỗ này có trích dẫn và căn cứ kinh luận Đã nêu ra rất nhiều thí dụ Mấu chốt ở trong những thí dụ này Phải coi tâm chân thành Tâm cung kính Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi Các vị nhớ kỹ 10 chữ này Dùng loại tâm này để bố thí, cúng dường, tu phước thì quả báo sẽ giống như trên kinh này nói vậy Tâm thanh tịnh không có ô nhiễm Tâm bình đẳng không có phân biệt Không có ô nhiễm không có phân biệt Đây là tâm trùm khắp hư không Lượng khắp pháp giới Cho nên họ sẽ được phước rất lớn xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Phục thứ địa tạng, vị lai thế trung, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ngộ phật hình tượng, bồ tát hình tượng, bích chi phật hình tượng, chuyển luân vương hình tượng, bố thí cúng dường đắc vô lượng phước, thường tại nhân thiên thọ thắng diệu lạc. kinh địa tạng lưu thông rất là phổ biến rất rộng đại khái đồng tu học phật đều đã từng đọc qua kinh này xem thấy trên kinh nói phước báo của bố thí cúng dường cho nên rất thích tạo hình tượng phật bồ tát Tạo tượng được phước báo rất lớn Tên Kinh nói thường sanh giàu cõi trời người Vậy là không bị đọa ba đường ác Đa số người hàng ngày niệm Phật Vẫn phải bị đọa ba đường ác các vị có thể thử xem trong đoạn tổng kết sau cùng của cuốn đại thế chí bồ tát niệm phật viên thông chương sớ sao do pháp sư quán đảnh nói năm xưa lúc tôi học bộ kinh này tôi xem thấy chương này thì vô cùng hoài nghi liền thỉnh giáo thầy lý tôi nói tôi đọc không hiểu nghe nói người học phật có một trăm loại quả báo câu đầu tiên chính là niệm phật đọa a tỳ địa ngục tôi không hiểu niệm phật vượt báo này rất lớn sao có thể đọa địa ngục a tỳ chứ đây là việc không thể lý lão sư nghe tôi hỏi như vậy thầy bảo ông hỏi rất hay Vấn đề ông hỏi này rất quan trọng Tôi sẽ không trả lời cho ông Đợi đến khi giảng kinh sẽ nói với mọi người Tại vì sao họ làm như vậy Vẫn bị đọa địa ngục Nguyên nhân là dùng tâm địa ngục Để tu phước Nên vẫn phải đọa địa ngục tâm địa ngục là gì tham sân si tại vì sao họ bố thí cúng dường hình tượng phật bồ tát là nhìn thấy cái lợi ích này quá lớn là giống như làm ăn buôn bán vậy đây là một vốn nghìn lời vì không làm là không được họ dùng cái tâm như vậy chứ không phải là thiện tâm kẻ thiện nam người thiện nữ họ đã quên mất chữ thiện rồi dùng cái tâm tham sân si dùng cái tâm làm ăn buôn bán tham lợi nhuận vậy thì làm sao được chứ cư sĩ lâm chúng ta cư sĩ lý nói với tôi trước đây cư sĩ lâm có một số vị giám đốc quản lý đạo tràng này nhưng họ không hiểu phật pháp họ quản lý đạo tràng này giống như quản lý công ty kinh doanh vậy đạo tràng này mỗi năm phải thu nhập là phải bao nhiêu tiền số tiền này làm sao để cho nó sanh lợi tức làm sao khiến cho nó đẻ ra tiền cho thật nhiều mục đích là ở chỗ này chẳng có nghĩ đến làm diệt đạo cho nên quỹ của đạo tràng này tích lũy được rất nhiều khi cư xử lý lên quản lý ông đem số tiền này tiêu hết toàn bộ có rất nhiều người khi nhìn thấy rất không hài lòng trong mắt của họ thì cư xử lý là đứa con phá hoại thế nhưng nhìn thấy đạo tràng ngày nay hưng dưỡng như thế này thì tôi tin là họ cũng sẽ dần dần giác ngộ trở lại hết thảy cúng dường lại để cho bạn làm vào việc đạo cư sĩ lâm mỗi ngày ba bữa cúng dường đại chúng miễn phí ai dám làm chứ không ai dám làm cả cửa thiện này khi mở ra về sau sẽ thu xếp như thế nào làm chỉ có nhiều tiền như vậy để cúng dường cho nên bạn không có trí huệ thì không được bạn không có niềm tin bạn sẽ không dám làm cư sĩ lý có trí huệ có niềm tin từ lúc khai trương cho đến nay chưa hề mua gạo chưa hề mua rau chưa hề mua dầu mọi người biết là cư sĩ lâm làm việc tốt như thế này thì hiện nay trên thế giới đây là chỗ đầu tiên không có chỗ thứ hai mỗi ngày ba bữa quanh năm suốt tháng không thiếu ngày nào bất luận bạn có tin phật hay không bạn đến nơi này để ăn tiệc tự chọn bạn đều có ăn tôi nghe nói còn có người kéo cả nhà đến ăn cho nên những gia đình ở gần cư sĩ lâm có thể không cần nhóm bếp nhưng đến nơi này là chỉ ăn chay mà thôi bạn thích ăn chay thì cứ đến bạn không thể ăn chay thì vô phương rồi Cho nên có rất nhiều đồng tu Tự động tặng gạo Tặng dầu Tặng rau Bạn xem thức ăn chất cao như núi Ăn không hết Ăn không hết Thì lại sợ hư mất Nên phải đem tặng cho diện dưỡng lão Cho cô di diện Phải đem xe chở đi tặng Ăn không hết Đồ ăn Ăn rất ngon Tôi đã ăn qua vài lần rồi Có khi họ muốn làm vài món đặc biệt cho tôi Tôi nói không cần Thức ăn dưới đó dọn lên Tôi ăn thử xem Ăn thấy rất ngon Đích thực là bố thí cúng dường Phước báo này là lớn rồi Không phải như hầu hết mọi người Mỗi ngày cứ tính toán So đo từng tí Làm vậy thì bạn có thể được bao nhiêu lợi ích Bố thí, càng bố thí sẽ được càng nhiều Bạn bố thí tài sẽ được nhiều tài Bố thí pháp sẽ được nhiều pháp Cho nên cái đạo tràng cư sĩ lâm này Ngày đây mọi người đến nơi đây để tham quan Thấy nó bên đó hưng dượng Con người hưng dượng Nên tài cũng hưng dượng Tại vì sao lại hưng dượng như vậy Cho bố thí Gieo phước Tâm lượng của cư sĩ Lý rộng lớn Ông cũng muốn xây dựng Thôn Di Đà Người sống ở trong thôn Di Đà Chỉ có một điều kiện là niệm Phật Chỉ cần chịu niệm Phật Chứ không cần điều kiện gì khác Không thu một xu nào Nuôi bạn đến già Cúng dường tứ sự Họ đều làm tốt hơn so với chính sách phúc lợi Của bất kỳ chính phủ quốc gia nào Trên toàn thế giới ngày nay quốc gia nào chăm sóc người già cũng không thể sánh bằng cư sĩ lâm đường rồi dưỡng lão đối với người già phúc lợi cho người già là đứng đầu trong thiên hạ bạn là người nước ngoài chỉ cần lấy được thẻ lưu trú hợp pháp của singapore Đệ tử Phật nhất định tuân thủ pháp luật Không được phép làm chuyện phạm pháp Lấy được thẻ lưu trú hợp pháp Thì là di đà cũng nuôi bạn đến già Bạn sống ở nơi đây thân tâm yên ổn Có thể bảo đảm bạn giảng sanh Khi ở trong đó thì tương lai bạn nhất định thành Phật Chắc chắn làm Phật là một đạo trà đứng đầu thế giới tối hôm qua ông có nói chuyện với tôi quyết định lập viện phật học con làm đơn xin chính phủ ý tưởng của ông là một năm học dự bị học chính thức ba năm nghiên cứu sinh ba năm thời gian giáo dục là bảy năm học trò vào nơi này là hoàn toàn miễn phí việc ăn mặc, chỗ ở, đi lại đều là do diện Phật học cúng dường, không thu một xu nào. Trên thế giới ai dám làm diện Phật học kiểu này? Trường học nào cũng phải thu học phí, cũng phải trả phí sinh hoạt, còn diện Phật học này thấy đều chẳng thu gì cả, là hiếm có đứng đầu thế gian. Đạo tràng như vậy Bạn tu một chút phước ở trong đây Đó là thân sự đã gieo ruộng phước rồi Cho nên một đạo tràng Chúng ta vào quan sát Đầu tiên phải quan sát Nó có đạo phong hay không Nó có học phong hay không trong đạo tràng này Họ học là điều gì? Họ tu là điều gì? Có phải chăm chỉ học tập Nghiêm túc tu trì hay không? Nếu như đại chúng trong đạo tràng này Là chăm chỉ học tập nghiêm túc tu trì Thì đây là đạo tràng đúng như Pháp Tu phước ở trong đạo tràng này Thì quả báo mới tương ưng với Trên Kinh đã nói Có hoàn toàn tương ưng Tương ưng viên mãn hay không Chưa chắc Đó là vì sao Thử xem có phải bạn là kẻ thiện nam người thiện nữ không Ruộng phước không sai Ruộng phước là đích thực Nhưng nếu bạn là dùng cái tâm Một vốn nghìn lời để vào trong đây gieo phước Thì bạn được phước là nhỏ rồi Là không tương ưng với lời Phật nói trên kinh Bạn nhất định sẽ được phước Nhưng phước không lớn Nếu như bạn thật sự phát tâm Bồ Đề Không vì chính mình Mà vì chúng sanh Vì Phật Pháp thường trụ ở thế gian Tuyệt đối không vì lợi ích của chính mình Thì Phước có được sẽ giống như trên Kinh đã nói Cho nên gieo Phước Điều đầu tiên là ruộng Phước đích thực điều thứ hai là bạn có thiện tâm đích thực thì phước báo này mới là viên mãn cho nên sau cùng trong chú giải ở chỗ này ngài nói dĩ Phật Bồ Tát đẳng giáo nhân xuất khổ thì chúng sanh kính điện chỗ này ngài đã nói kính điền và ân điền Các chị đồng tu hãy tự mình xem chú giải Trong chú giải có mấy câu nói rất quan trọng Tôi đọc qua là được rồi Trang 20 Hàng thứ hai Bắt đầu xem hàng thứ hai Đại luận vân Đại luận chính là đại trí độ luận Trong đại trí độ luận Có đoạn nói là Tài vi ác tâm nhân duyên Tại vì sao? Tiền của thường hay Gợi lên tâm tham của con người Tâm tham Là Đứng đầu Trong tam độc Vô lượng vô biên phiền não Đều sanh khởi lên từ chỗ này Cho nên tham là nhân duyên của tâm ác Thường ưng tự xả Một người thông minh có trí huệ Họ biết sự họa hại của tham Cho nên họ có thể thường hay xả có thể buông xả tâm tham Hà huống thí đắc đại phước Nhi bất bố thí Đâu có đạo lý này Tham là họa hại Bố thí là phước lớn Bạn bố thí là xa lìa họa hại Lại được phước lợi Thì người có trí huệ làm sao họ không làm chứ? Sang vi Hung suy tướng Vi chi sanh ưu ý Keo kiệt Bốn xỉn Là bạn có Mà không nở bố thí Không chịu làm việc tốt đây là tướng xấu suy yếu nó đem lại lo lắng sợ hãi cho con người người có tiền lo sợ tiền của của mình mất hết mỗi ngày cứ lo được lo mất Hồi hộp lo âu Tôi thường hay nghe người ta nói Người làm ông chủ lớn trên thương trường Mỗi ngày đến tối không uống thuốc ngủ Thì không thể ngủ được Là do nguyên nhân gì? Lo lắng quá độ Vì thì bạn xem Chẳng phải là tiền của đã hại họ sao? Uống nhiều thuốc ngủ rồi Thì đâu có lý nào không bị ung thư chứ Nó sinh ra tác dụng phụ Thật sự là tướng chẳng lành, suy yếu Lời Phật nói không sai Tẩy chi dĩ thí thủy Tác vi sanh phước lợi Bài kệ này Trong đây có hai bài kệ Dừng phương pháp gì để tẩy rửa sạch lo lắng sợ hãi của bạn vậy bố thí bố thí có thể sanh ra phước lợi lớn cho bạn phước vô lượng tại vì sao không chịu bố thí không chịu bố thí vì không biết lợi ích của việc bố thí nên họ không chịu bố thí biết được cái hay của bố thí biết được lợi ích của bố thí thì bạn sẽ thích bố thí thường xuyên làm việc bố thí hết lòng hết dạ bố thí thì phước báo không có cùng tận hiện tượng này trong các đoàn thể các chị thử xem cư sĩ lâm thử xem tịnh tông học hội sự thật này bày ngay trước mắt chúng ta về cá nhân thì các chị có thể nhìn xem cư sĩ lý Mộc nguyên bạn cũng có thể thử xem tôi tôi học phật là học bố thí ngày đầu tiên đại sư trương gia gặp mặt tôi đã dạy tôi tu bố thí và tôi cũng thật sự biết nghe lời ngài có trí huệ nhìn thấy tôi không có phước báo hơn nữa còn bị đoản mạng nên thương xót tôi khuyên tôi tu bố thí ngày nay tôi có được chút phước báo là do trong đời này tu bố thí mà ra chứ không liên quan gì đến đời quá khứ chúng ta hiện nay là sáng tỏ phật pháp hiểu được chút nhân quả con người này của tôi trong đời quá khứ có lẽ là tu huệ mà không tu phước có một chút trí huệ cho nên thầy nói điều gì tôi nghe qua liền hiểu ngay đời này là vô cùng gian khó chúng tôi trải qua những tháng ngày gian khổ ngay cả nằm mơ các gì cũng không thể nghĩ ra hôm qua tại Cư sĩ Lâm Thầy Vĩnh đến kể cho tôi nghe Thầy đi về Đại Lục viếng thăm Nhìn thấy căn nhà đó Của Pháp Sư Ấn Quang Nhà đóng cửa tối đến không có đèn Bàn đọc sách viết chữ tựa vào cửa sổ Để mượn ánh sáng bên ngoài Thầy nhìn thấy rất là cảm động ngày nay chúng ta có nhiều thiết bị chiếu sáng như vậy còn chê bai người hiện nay phước báo hưởng thụ vật chất quá lớn rồi tôi liền kể cho thầy nghe lúc chúng tôi còn nhỏ đi học lúc học trung học ở quý châu là thời kỳ kháng chiến buổi tối ôn bài là thắp đèn dầu một ngọn đèn cỏ ánh sáng đó không bằng đèn cày Một ngọn đèn cày nếu như dùng đèn dầu cỏ để thấp Thì phải cần gần 5 ngọn đèn cỏ Thấp lên thì độ sáng đó mới bằng cây đèn cày Một ngọn đèn cỏ Thời đó chúng tôi thắp dầu trẩu Độ sáng chỉ bằng một phần năm ngọn đèn cày Chúng tôi đọc sách là như vậy các bạn không thể tưởng tượng được người hiện nay có phước mà không chịu đọc sách chúng tôi thời đó nghèo đến mức đó mà vẫn thích đọc sách phía sau cũng là một bài kệ trong đại trí độ luận chúng ta hãy đọc qua nó một chút là hàng sau cùng trong chú giải Đại luận vân Dân tu bố thí giả Danh văn mãn thập phương Trí giả sợ ái kính Nhập chúng vô sợ úy Mạng chung sanh thiên thượng Cửu thất đắc niết bà Lời Phật nói là chân thật Phật dạy Bồ Tát cách sống sáu ba la mật chính là cách sống của bồ tát điều đầu tiên chính là bố thí bố thí chính là xã buôn xã bạn liền được thanh tịnh mát mẻ tự tại liền khai trí huệ con người không chịu bố thí Tâm nhìn rất nhỏ Luôn nghĩ lợi cho mình Thì người này làm sao có thể khai trí huệ được chứ Là điều không thể Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Nhược năng hồi hướng pháp giới Thị nhân phước lợi bất khả vi dụ Chúng ta xem lời trong chú giải đói trước đoạn chú giải này chỉ có ba hàng đại luận vân phật thuyết Nhị chủng thí trung hai loại thí chính là bố thí tài và bố thí pháp pháp thí vi đệ nhất dĩ tài thí quả báo hữu lượng pháp thí quả báo vô lượng tài thí dục giới báo pháp thí tam giới báo diệt xuất tam giới báo đây là trước tiên trích dẫn lời trong đại trí độ luận nói sau đó lại nói nhược bất cầu danh văn tài lợi lực thế bạn bố thí không phải để cầu danh cũng không phải để cầu tài cũng không phải để cầu lợi cũng không phải để mong cầu địa vị quyền lực bạn chẳng mong cầu thứ gì đảng vi học phật đạo phật đạo là gì là trí huệ chân thật giải thoát chân thật chỉ vì đoạn phiền não chỉ vì Đoạn dứt loa âu Được thanh tịnh tự tại hạnh phúc Đây là Phật Đạo Hoàng Đại Từ Bi Tâm Độ chúng sanh lão bệnh tử khổ Thì danh thanh tịnh Pháp Thí Vậy là đúng như lý như Pháp rồi chúng ta dùng tâm thanh tịnh dùng tâm chẳng mong cầu gì giúp đỡ tất cả chúng sanh đặc biệt là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn đây là bố thí pháp thanh tịnh trong bố thí pháp có bố thí tài chúng ta bỏ tiền bỏ sức là bố thí tài chủ ý của chúng ta là bố thí pháp không có mảy may dục vọng mong cầu là không có luôn nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh là nghĩa vụ mà chúng ta cần phải làm tròn Khi giúp đỡ những người nào đó Thì nhất định không có tâm thiên lệch Bố thí một cách bình đẳng Thanh tịnh Cho nên tôi thường hay khuyên các đồng tu Tầm nhìn phải xa rộng Sự hoàn truyền Phật Pháp Lợi ích chúng sanh Ở mức thấp nhất là chúng ta phải lấy chúng sanh trên toàn thế giới Làm đối tượng Chứ không phải một khu vực nào đó Bạn nhất định phải mở rộng tâm lượng Nếu như chỉ lấy một khu vực Khu vực này tốt Còn khu vực khác thì nghèo cùng lạc hậu Thì thế giới này dính diễn Không thể hòa bình được rồi cho nên cần phải chăm sóc toàn diện giáo dục toàn diện nâng cao toàn diện khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể phá mê khai ngộ thì xã hội mới có thể được an định thế giới mới có thể được hòa bình vĩnh cửu tuy là tất cả chúng sanh gieo nhân trong đời quá khứ khác nhau duyên của đời này khác nhau nhưng giác ngộ thì được rồi đôi bên có thể chăm sóc hỗ trợ hợp tác lẫn nhau xóa bỏ mọi thứ tranh chấp sẽ tránh được mọi tai nạn nhược bớt nhĩ giả vi thị dịch pháp đây chính là nói Bạn không có tâm đại từ bi Tại vì sao bạn vào trong cửa Phật bố thí Nghe trong cửa Phật nói Bố thí một Được quả báo đến cả dạng Thấy việc buôn bán này dễ làm Có thương vụ nào bỏ ra một vốn Mà được dạng lời đâu Họ ra cửa Phật bố thí một vốn Được dạng lời Nên dội đến bố thí Có chú ý này Chính là pháp giao dịch nơi chợ búa Là dùng tâm đổi chát Buôn bán hăng hái cầu lợi Thế đây là đúng chỗ rồi Một vốn được dạng lời Có thể kiếm được tiền to Cái tâm này là nhất định sai lầm Không tương ưng Dưới đây lại nói Phục thứ Bồ Tát Tri chư Pháp thực tướng Như Niết Bàn bất tận Bồ Tát có trí huệ, sáng tỏ chân tướng của tất cả pháp, thế gian và xuất thế gian. "Niết bàn" là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt là thật chứ không phải là giả. Phàm cái gì có sanh có diệt đều là giả, không phải thật. phước đức nhập chư pháp thực tướng cố nhi diệt bất tận làm sao để nhập vào tương ưng với thực tướng các pháp làm sao để tương ưng tâm tương ưng bạn khởi tâm động niệm lúc bố thí tương ưng với thực tướng các pháp hiện tượng của tương ưng là gì thanh tịnh không ô nhiễm Thanh tịnh bình đẳng Tuy làm việc bố thí mà không dính mắt vào bố thí Bố thí là tướng Phạm cái gì có hình tướng đều là hư vọng Cho nên Bất luận bạn tu bố thí kiểu gì Nói thật ra tất cả Pháp mà phật pháp nói đều là bố thí bố thí đã hàm chứa tất cả phật pháp phật dạy mọi người không ngoài ba loại lớn là bố thí tài bố thí pháp bố thí vô ý này cho nên những gì chúng ta tu học ở trong đời sống thường ngày không ra khỏi ba loại lớn này có thể dùng tâm thanh tịnh tâm chân thành phục vụ tất cả chúng sanh phục vụ xã hội phục vụ nhân dân chính là bố thí phải có tâm bố thí chỉ có phục vụ chứ không mong cầu lợi ích cho nên phật bồ tát là người làm công việc Giáo dục trí huệ thiên nguyện Học trò của Phật cũng như vậy Đây là nền giáo dục trí huệ Nền giáo dục thiện nguyện Cho nên được phước là không thể nghĩ bạc Đây là thể nhập vào thực tướng các Pháp cố phước lợi bất khả vi dụ đây là phước báo chân thật lợi ích chân thật không có cách gì thí dụ cho được hồi hướng pháp giới hồi hướng chính là phục vụ gần đây giảng kinh hoa nghiêm đúng dịp dùng những quỷ vương thiên vương này để đại biểu cho thập hồi hướng thập trụ thập hạnh mà trong đại kinh nói là thành tựu trí huệ năng lực trí huệ đức năng của chính mình sau khi trí huệ đức năng thành tựu rồi thì phải chỉ đại vì đại chúng phục vụ vì đại chúng phục vụ liền gọi là hồi hướng hồi là mình hướng là người đem trí huệ đức năng của mình cống hiến cho xã hội cống hiến cho tất cả chúng sanh đây gọi là hồi hướng pháp giới là phạm vi phạm vi này là quá lớn rồi không phải một quốc gia một hành tinh mà là tận hư không khắp pháp giới bạn xem tâm lượng này bao lớn cho nên phước đức lợi ích của họ là vô lượng vô biên. Không có khác gì so với trên quả địa chư Phật Như Lai. Đoạn này là nói phước mà bạn có được khi tạo tượng Phật, tạo hình tượng Bồ Tát. Tạo tượng chuyển luân thánh vương. Xin xem tiếp đoạn này dưới đây. Phục thứ địa tạng Vị lai thế trung nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân Ngộ đại thừa kinh điển Hoặc thính văn Nhất kệ nhất cú Phát ân trọng tâm Tán thán cung kính Bố thí cúng dường Thị nhân hoạch đại Quả báo Vô lượng vô biên đoạn phía trước này là nói về người hay bố thí thiện nam tử thiện nữ nhân là người hay bố thí người hay tu phước đoạn phía sau này là nói họ tu phước được phước đây là người gặp được kinh điển đại thừa hoặc giả là nghe được một bài kể hay một câu kinh người nghe được pháp đại thừa rất ít nhưng sau khi họ nghe rồi họ liền có thể phát tâm phát tâm chân thành chữ ân trọng chính là chân thành vui vẻ khen ngợi cung kính bố thí cúng dường đây là những gì họ tu ở chỗ này các vị nhất định phải chú ý đến thứ nhất họ là kẻ thiện nam người thiện nữ là người có đầy đủ thiện căn phước đức không phải là người thông thường tức là như vừa rồi mới nói Tịnh nghiệp tam phước trong quán kinh Vậy họ thấy đều làm được Họ là người như vậy Gặp kinh đại thừa Mặc dù chỉ là một bài kệ Một câu kinh Họ hiểu sâu Nghĩa kinh Phật trên kinh Kim Cang Dạy chúng ta Hiểu sâu nghĩa thú tuy là một bài kệ một câu kinh là rất ít nhưng hiểu sâu nghĩa thú vậy là không ít rồi hay nói cách khác họ thật sự nghe hiểu rồi sáng tỏ rồi bạn xem vào đời nhà đường đại sư huệ năng của thiền tông Đó là người lao động cực khổ Ngày bán củi để kiếm sống Hiện nay xã hội này không nhìn thấy nữa Trước thời kỳ kháng chiến Vào thời kỳ đầu kháng chiến Đại khái khoảng 60 năm về trước Tôi sống ở Phúc Kiến đời sống vào lúc đó vẫn còn rất nhiều người lao động vất vả bán củi bán nước chưa có nước máy phải gánh nước họ đi ra bờ sông hoặc giếng nước gánh nước đi bán vào thời đó một gánh nước là ba đồng bản tương đương với một xu tiền tiền thời đó dùng là đồng bản Bán củi Đốn củi ở trên núi Sau đó gánh ra thành thị bán Rất vất vả Huệ năng Ngài là người bán củi Bán củi xong Cầm tiền đem về vào lúc này Nghe thấy Có người đang tụng kinh kim cang Tụng kinh ở trong nhà Ngày đi ngang qua cửa sổ của nhà đó nghe thấy cửa sổ thời trước không có kính. Nếu như có kính ngăn cách thì không thể nghe thấy. Cửa sổ trước đây là dùng giấy dán hộ. Mùa đông cũng là giấy dán hộ. thông thường vào mùa đông dán hai lớp hộ cửa sổ là bằng giấy dán hộ cho nên nói chuyện ở bên trong thì bên ngoài có thể nghe được ngài là tình cờ nghe được vài câu nghe thấy trong kinh kim ca nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm ngài liền ngộ nhập ngay bạn muốn hỏi vì sao ngài có thể ngộ nhập vì Ngài là thiện nam tử Người tụng kinh tụng mỗi ngày Mà không ngộ nhập Vì họ không phải là thiện nam tử Không phải thiện nam tử Tụng kinh tình cờ cho thiện nam tử nghe Thiện nam tử liền khai ngộ Cần gì thử nghĩ xem Trong quán kinh nói Tịnh nghiệp tam phước Bạn xem cho thật kỹ Ngày Huệ Năng có làm được hay không Làm được rồi Ngài thật sự là hiếu dưỡng cha mẹ Ngài bán củi mua gạo về cúng dường cho mẹ Tuy là Ngài chưa từng đi học Chúng ta không biết Ngài phụng sự thầy tổ Nhưng sau này Ngài đến tham vấn tại Hoàng Mai Chúng ta đã nhìn thấy rồi Thật sự là hiếu dưỡng cha mẹ Tôn trọng thầy tổ từ tâm không giết hại Tu thập thiên nghiệp vô cùng rõ ràng Không có học Nhưng người ta thấy đều làm được Đây là thiện căn phước đức trong đời quá khứ Cho nên ngẫu nhiên nghe người ta tụng kinh là cơ duyên Đây là duyên phận nhờ duyên phận này làm cho ngài trở thành một vị tổ sư. Lúc đó ngài bán củi, Nếu như không có nghe thấy người ta tụng kinh, thì dính diễn bán củi rồi, đâu có thể nghe được Phật pháp chứ? Đây là vừa nghe nghe một bài kệ, một câu kinh, ngài thật sự nghe hiểu rồi, sáng tỏ rồi, cho nên ngài liền phá tâm ân trọng ngài liền khen ngợi cung kính ngài thật sự muốn học thật sự muốn hỏi thăm sách mà ông tụng đó là sách gì vậy người đó là tụng kinh kinh này có từ đâu là có từ chỗ hoàng mai ngài liền có ý đến bên đó để học việc cúng dường ở đây bốn chữ bố thí cúng dường này là cúng dường pháp trong cúng dường pháp quan trọng nhất là cúng dường tu hành theo giáo lý bố thí phải giảng như thế nào bố thí là xả bỏ hết tất cả mọi sai lầm trước đây chính là Bố thí Tu học theo Phật Pháp chính là cúng dường Bố thí ở đây không đề cập đến tiền tài Cúng dường ở đây cũng không có đề cập đến phẩm vật Không có Bỏ hư vọng Học chân thật bỏ hư vọng chính là bố thí học chân thật chính là cúng dường người này hoạch đại quả báo vô lượng vô biên trong chú dạy nói rõ cho chúng ta biết Ngài trích dẫn lời trong khởi tín luận nói Giải thích Đại Thừa Kinh Đại Thừa Thể lớn, tướng lớn, dụng lớn Cho nên công đức là vô lượng vô biên Chúng ta mở bản kinh ra Xem trang 22 Đoạn sau cùng của chú giải Trang 22 này rất quan trọng Chúng ta bắt đầu xem từ hàng thứ nhất Hãy đọc qua nó một lần Kim ký văn thị chương cú Tính tâm thanh tịnh Tắc sanh thực tướng pháp nhãn đây là nói căn cứ lý luận khi nghe một bài kệ một câu kinh được vô lượng phước sao có thể được như vậy đạo lý là ở chỗ này đúng như lời trên kinh kim cang nói tính tâm thanh tịnh tắt sanh thực tướng sanh thực tướng là gì minh tâm kiến tánh lợi ích của phước đó ai có thể sánh với họ được chứ Phước báo họ được là minh tâm kiến tánh Ký sử nhất kệ nhất cứu Diệt phục tăng tiến bồ đề Đây là điều chúng ta thấy được Vô cùng rõ ràng Từ trong sự tích của luật tổ Huệ Năng Có thể chứng thực Lời Phật nói trên kinh là chân thật không hư dối ở thời đại này hiện nay của chúng ta tù bố thí pháp thuận tiện hơn quá nhiều so với trước đây thế nhưng chúng ta được phước không bằng người xưa là do dụng tâm không bằng người xưa người xưa chân thành cung kính. Hiện nay chúng ta khởi tâm động niệm vẫn có ý riêng tư, vẫn chưa có xả hết bản thân mình. Đây chính là lý do bố thí được phước, không giống như trên kinh nói, đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta hiện nay điều quan trọng nhất là phải đem tất cả những thứ hư vọng không thật xả bỏ hết Đại sư thiện đạo dạy chúng ta nhất thiết Yếu tùng chân thực tâm trung tác Câu nói này quan trọng Tất cả đều phải dùng tâm chân thật Làm nền tảng Xuất phát từ trong tâm chân thật là đúng rồi không có một mảy may hư vọng Không dối mình Không lừa người Niệm niệm chân thật Bất luận là tu pháp môn gì Bất luận tu bố thí như thế nào Cũng được phước Là không thể nghĩ bạc Đoạn sau cùng này Trích dẫn một đoạn của Phật nói Chứng minh sự thật Khi nghe thấy một bài kệ một câu kinh Sẽ được vô lượng phước Chúng ta xem hàng thứ hai của tiểu chú Hàng thứ hai trang 22 Bắt đầu xem từ câu sau cùng Phật cáo an an Nhược hữu tùng tha văn nhất tứ cú kệ đây là giả thiết nếu như nói là có cái duyên phận này nghe người khác đọc kinh hoặc là giảng kinh thời gian của bạn rất ngắn chỉ nghe họ nói một bài kể một bài kể là có bốn câu hoặc thư chi trúc bạch thời trước đây không có giấy. Thời xưa ở Trung Quốc dùng thẻ tre, đem những chữ này viết lên thẻ tre. Nếu như các chị có đến tham quan viện bảo tàng cố cung, bạn sẽ thấy những sách vở trước triều Hán vẫn đều viết ở trên thẻ bằng tre cả. Bạch là vải lụa Sản phẩm dệt bằng tơ vào thời đó không có giấy Cũng có cái viết trên những sản phẩm bằng giấy lụa này Cũng có viết chữ ở trên đây Hiện nay thì Có sách Thư tịch Sở hữu danh tự ư ừ, nhược căn kiếp thủ bỉ hòa thượng a xà lê đẳng hà đảm kiên thượng hoặc bối phủ đảnh đới thường tương nhất thiết âm nhạc chi cụ cúng dường thị sư thượng bất năng cụ báo sư ân ý của câu nói này là biết ân báo ân làm sao bạn có thể khai ngộ được là bởi nhờ người khác truyền thụ cho bạn một bài kệ một câu kinh cho bạn cơ hội này bạn có thiện căng sau khi nghe xong có thể hiểu sâu nghĩa thú bạn khai ngộ rồi bạn thành phật rồi người truyền thụ cho bạn một bài kể một câu kinh đây là thầy của bạn là ân sư của bạn ân đức bao lớn vậy ở chỗ này phật đã nêu ra một thí dụ chúng ta xem thí dụ này không thể báo đáp hết được Trong thí dụ nói Bạn khiên thầy trên vai Hoặc là cổng trên lưng Hoặc là đội lên đầu Sau đó lại dùng hết thảy các thứ âm nhạc để cúng dường Cũng không thể báo đáp hết được Đây là người biết ân, báo ân, đích thực Dưới đây nói Như ư hòa thượng sở Cởi bất kính tâm Hằng thuyết ư quá Ngã thuyết ngu si Cực thọ đa khổ Từ đường lại thế Tất đọa ác đạo vị thầy này có ân đối với bạn Bạn không có tâm cung kính đối với thầy Và thường hay nói lỗi lầm của thầy thầy có lỗi lầm không gì rất khó nói tại vì sao rất khó nói gì có lỗi lầm hay không là ở chỗ khởi tâm động niệm của bạn bạn dùng tâm phiền não để nhìn thầy thì lỗi lầm của thầy là vô lượng vô biên bạn dùng tâm thanh tịnh để nhìn thầy thì thật sự thầy không có lỗi lầm gì Cho nên Đại sư nổi Ích nói rất hay Cảnh duyên không có tốt xấu Không có tốt xấu Cảnh là gì? Là hoàn cảnh vật chất Duyên là hoàn cảnh nhân sự Mọi người, mọi vật Xin thưa với các vị Không có thiện, cũng không có ác Không có tốt, cũng không có xấu Thiện ác tốt xấu sinh ra từ trong tâm của bạn Tâm bạn là thiện Nhìn mọi người đều là người thiện Nhìn tất cả các pháp đều là thiện pháp Tâm bạn là ác Nhìn mọi người đều là người ác Nhìn tất cả pháp đều là ác pháp Ngẫu Ích Đại Sư nói lời này rất đúng Cũng đúng như lời trên đàn kinh nói Phướng động hay là gió động Đại sư Huệ đang nhìn thấy Không phải là gió động Cũng không phải là phướng động Do tâm bạn đang động Chỉ một câu đã nói ra Chân tướng sự thật rồi Chúng ta xem thấy trong Kinh Hoa Nghiêm Chư Phật Bồ Tát Thị hiện biểu diễn Biểu diễn ở trong 53 lần Tham vấn tích tượng có thiện có ác Trong đó vẫn có sát đạo dâm Thế nhưng thiện tài đồng tử dẫn đến tham vấn Trong Phật Pháp gọi sát đạo dâm là tam độc phiền não Bồ Tát thị hiện thiện tài tham học được vô lượng công đức Làm sao thiện tại đạt được vậy? Nếu như để chúng ta đi tiếp xúc những thứ này thì nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Tại vì sao người ta tiếp xúc thì thành vô thượng đạo? Do dùng tâm khác nhau. Chúng ta là dùng tâm gì? Bồ Tát là dùng tâm gì vậy? Cho nên đoạn này rất là quan trọng Sau đó lại nói tiếp Thì cố ngạ giáo nhữ đẳng thường hành Cung kính tôn trọng chi tâm Ái trọng tam bảo Thậm thâm chi pháp Tất hoạch vô lượng vô biên Chi đại quả hỷ Chỗ này trích dẫn lời Phật nói câu sau cùng này nhược năng hồi hướng pháp giới kỳ phước bất khả vi dụ trong tiểu chú nói chú giải là trích dẫn kinh phó pháp tạng lời đức phật nói pháp thị chúng sanh chân thiện tri thức Tác đại lợi ích Tế chư khổ não Có thể giúp tất cả chúng sanh vượt qua hết thảy khổ nạn Nhất định phải dựa vào Phật Pháp Cho nên Phật Pháp mới là thiện tri thức chân thật của chúng sanh Trong Phật Pháp đặc biệt là Pháp Đại Thừa pháp mà chúng ta hiện nay tu học là bộ phận thù thắng nhất tinh hoa nhất trong đại thừa bao gồm cả kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện bản thân chúng ta đạt được điều hay đạt được lợi ích chúng ta tuân thủ lời giáo giới của Phật. Cần phải đem lợi ích này, đem điều hay này giới thiệu rộng rãi cho tất cả chúng sanh. Đề xuất cho tất cả chúng sanh. Đây là gì? Hồi hướng pháp giới. Không phải hướng cho riêng mình. Cần phải lợi ích tất cả chúng sanh Nhất định không sợ vất vả Cố gắng nỗ lực mà làm Còn sống một ngày Thì phải là một ngày Trọn đời làm tốt công việc này Đây gọi là công đức viên mãn Không nên sợ nhất giả Không được ham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần thế gian Lãng phí mạng sống quý báu của mình nếu như nói bồ tát ham muốn hưởng thụ ở trong đây có thể được lợi ích chính mình chứ không thể được lợi người chỗ đáng quý của phật pháp là ở lợi người muốn lợi người thì cần phải xả bỏ sự an lạc của mình Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Năm xưa nói với tôi Có ai mà không thích ở núi Ở am tranh đâu chứ Đó là hưởng thụ cá nhân Hưởng thụ niềm vui với đại thiên nhiên Tiêu giao giữa nơi sơn thủy Là niềm vui thú nhất của đời người rồi nhưng không thể lợi ích chúng sanh Chỉ có thể lợi mình mà không thể lợi người Phật Bồ Tát Và những người đắc đạo Người minh tâm kiến tánh Họ quả thật có thể hưởng thụ Họ được đại tự tại rồi Thế nhưng họ xả bỏ sự hưởng thụ của chính mình Không từ gian khổ hằng ngày khuyến hóa tất cả chúng sanh đi vào trong thành thị đi vào các thôn trang chỉ cần có người chịu nghe chịu tiếp nhận thực sự là ở trong cửa phật không từ bỏ một ai họ đều rất vui vẻ rất sẵn lòng giải thích cho người ta rất tường tận Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật Giảng Kinh Thuyết Pháp 49 năm Không hề gián đoạn hàng ngày phục vụ cho mọi người Giảng giải cho mọi người Mãi cho đến khi già chết Cũng chưa hề từ bỏ công việc Giảng kinh thuyết Pháp giáo hóa chúng sanh Điều này đáng để cho người đời sau chúng ta Tôn kính Và noi theo Có khi nào chúng ta nghe nói Hoặc xem ở trên kinh Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đi nghỉ mát ở đâu không? Không hề thấy Hiện nay công việc rất vất vả, mỗi ngày đang làm việc, vẫn muốn tìm thời gian để đi nghỉ phép. Chúng ta chưa hề nghe nói Thích Ca Ni Phật đi nghỉ phép. Cũng chưa hề nghe nói 1.250 người được nghỉ định kỳ, chưa hề nghe nói. Nơi đây chúng ta sắp lập viện Phật học. Nghe nói còn có nghỉ đông, nghỉ hè, còn có nghỉ lễ, Cho nên những điểm này chúng ta đều phải suy nghĩ nhiều hơn Tương lai lập diện Phật học Nhất định là phải nghỉ lễ Là thuận theo thế gian Trường học thế gian đều nghỉ lễ Nhưng chúng ta nghỉ lễ rồi phải làm sao? Làm điều gì? Hy vọng mọi người học theo Thích ca mâu Ni Phật Nghỉ lễ thì ra ngoài giảng kinh thuyết Pháp bạn đem những gì đã học trong học kỳ này tìm nơi để giảng kinh trong kỳ nghỉ này thì kỳ nghỉ này của bạn mới không có uổng phí lợi dụng khoảng thời gian này kết rộng pháp duyên với tất cả chúng sanh các bạn có cái ý này thì tôi có thể sắp xếp cho các bạn xin các nơi ở nước ngoài phát giấy mời cho các bạn nghỉ lễ một tháng thì giảng kinh một tháng nghỉ lễ hai tháng thì giảng kinh hai tháng không có uổng phí không nên nghỉ lễ liền đi ngao du sơn thủy thế thì hỏng hết rồi vừa nghỉ kỳ lễ này xong liền quên hết những gì bạn học trong học kỳ này không còn gì cả thì làm sao bạn có thể tiến bộ được chứ tiến bộ chính là niệm niệm miệt mài không nghỉ Phải hiểu rõ đạo lý này Xin xem tiếp đoạn Kinh Văn dưới đây Đây là phước báo Khi bố thí Tu bộ kinh điển Chùa Tháp Phần tiểu chú phía trước của Ngài Phía sau đó còn có một đoạn Trang 25 hàng thứ năm của chú giải Đoạn sau cùng hàng thứ năm này Chúng ta hãy đọc qua một lượt Rất quan trọng thì cố trí giả Dục đắc vô thượng an ổn khoái lạc tương đương chí tâm cần thính kinh pháp mấy câu nói này là tổng kết phần phía trước là đoạn ở trong phật thuyết kiên ý kinh Đoạn kinh này Chúng ta Phải đặc biệt đưa ra để lưu thông Đem nó in ra Đoạn kinh này ở hàng thứ ba Trang 23 Mọi người nhớ kỹ Phật Thuyết Kiên Ý Kinh Đoạn Kinh Văn này là Phật Cáo An An Kỳ hữu hảo tâm thiện ý chi nhân Văn Phật minh Pháp Nhất tâm nhi thính Năng nhất nhật khả Bất năng nhất nhật bán nhật khả Bất năng bán nhật nhất thời khả Nhất thời ở chỗ này là Tính theo Ấn Độ xưa Tức là 4 giờ đồng hồ hiện nay Họ là ngày đêm 6 thời Một thời là tương đương với 4 giờ đồng hồ hiện nay Bất năng nhất thời bán thời khả Bán thời là hai giờ đồng hồ hiện nay Bất năng bán thời tu du khả Bạn không có thời gian nghe hai giờ đồng hồ Thì nghe vài phút bất cứ lúc nào cũng được Kỳ phước bất khả lượng Dưới đây chúng ta đổi một chữ Kỳ phước bất khả lượng Thành bất khả hạng giả dùng từ bất khả hạn mọi người dễ hiểu đây là kinh văn phía trên ngài viết chữ văn đoạn kinh văn này tiếp theo đoạn kinh văn này nói thì cố trí giả dục đắc vô thượng an ổn khoái lạc ưng đương chí tâm cần thính kinh pháp chúng ta dùng đoạn này để thường xuyên khuyên người ta nghe kinh cho nên đoạn kinh văn này rất quan trọng các bạn xem sau đó đánh máy đoạn kinh văn này ra thành một bài văn ngắn có thể khuyên người ta nghe kinh tiếp theo hãy xem đoạn kinh văn dưới đây phục thứ địa tạng nhược vị lai thế trung trên kinh văn nói vị lai thế trung vị lai thế trung chính là chỉ thời đại này của chúng ta hiện nay hữu thiện nam tử thiện nữ nhân người nào có đầy đủ điều kiện của chữ thiện này là vô cùng hy hữu vô cùng hiếm có ngộ phật tháp tự đại thừa kinh điển tân giả bố thí cúng dường chiêm lễ tán thán cung kính hiệp trưởng nhược ngộ cố giả hoặc hủy hoại giả tu bổ doanh lý hoặc đọc phát tâm hoặc khuyến đa nhân đồng cộng phát tâm đây là nói tu phước tháp của phật tự của phật ý nghĩa của chữ tự phần trước đã nói qua rồi Ý nghĩa của chữ tự này Nếu dùng cách nói hiện nay để nói Nó là cơ quan dính cửu Vậy mới gọi đó là tự Nó không phải là cơ quan tạm thời Là dính cửu Trước đây quàng đế Cơ quan làm việc của họ Gọi là tự bạn xem cơ quan làm việc từ tể tướng trở xuống thì gọi là bộ có thể thường xuyên sửa đổi có thể hủy bỏ có thể điều chỉnh sửa đổi xây lại mới còn cơ quan làm việc của hoàng đế thì vĩnh viễn không thay đổi ở trung quốc từ triều hán đến triều thanh có thể nói đều không có thay đổi cho nên tự là cơ quan làm việc vĩnh cửu chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của chữ này nhưng hiện nay mọi người nhìn thấy tự ngay cả cách nghĩ cũng không đúng nhìn thấy tự là nghĩ mê tín là đại biểu cho mê tín đại biểu cho quỷ thần khi nghe đến chữ tự và miếu liền nghĩ đến chùa miếu trong đây là thờ cúng quỷ thần làm chuyện mê tín đây là sai lầm rất lớn trước đây phật tự là cơ quan giáo dục của phật giáo nên giáo dục phật giáo phải được duy trì vĩnh viễn không được hủy bỏ không được tạm ngưng cho nên dùng tự nhưng hiện nay rất nhiều người đã hiểu sai đi ý nghĩa của chữ này rồi cho nên chúng ta cần phải đổi một tên gọi mới đích thân lão cư sĩ hạ liên cư đề xướng không nên dùng tự diễn am đường mà dùng là học hội từ học hội là do hạ lão đề xướng chúng ta ngày nay là tịnh tông học hội chứ chúng ta không gọi là tịnh độ tự không gọi là di đà tự mà gọi là tịnh tông học hội để cho người ta nhìn thấy cái tên gọi này thấy hoàn toàn mới mẻ không đến nỗi sanh ra hiểu lầm ý kiến này hay vô cùng chúng tôi đọc sách của ngài liền tuân thủ theo ý của ngài Chúng tôi thành lập cơ quan liên gọi là tịnh Tông Học Hội Khi gặp những Phật tử Tháp là nơi thờ cúng xá lợi Phật Tự Là nơi tuyên truyền nền giáo dục của Phật Hoàng Dương nền giáo dục Phật Đà Đại thừa kinh điển Đương nhiên trong nền giáo dục của Phật Quan trọng nhất Là Pháp Bảo Phía trước nói Đây là thiện tri thức chân thật của chúng sanh Là kinh điển đại thừa Tân giả bố thí cúng dường Chim lễ tán thán, Cung kính hiệp trưởng là gặp phải kinh tháp mới Hiện nay Khoa học kỹ thuật phát triển Chúng ta dễ dàng làm mới Những quyển kinh luận này Thế nhưng Nhất định phải làm cho thật Tinh xảo, đẹp đẽ, Khiến cho người ta sau khi nhìn thấy Liền sanh tâm quan hỷ Sanh tâm cung kính Tán tháng cho nên kinh sách không được in một cách tùy tiện In tùy tiện khi người ta nhìn thấy sách này Họ không sanh tâm quan hỷ Đó là lỗi lầm của chúng ta Kinh sách nhất định phải in cho tốt Làm cho tốt hết sức mình Lần này chúng ta in bộ kinh sách này Các vị nhìn thấy đều sanh tâm quan hỷ Bản sách này không dễ tìm chúng tôi ở đài loan bản sách này đã từng in lại bao nhiêu lần rồi chữ nhìn không rõ nét tôi dùng bản này là bản cũ nét chữ ở trong đây không rõ cho nên tôi liền nghĩ đến làm sao tìm cho được bản gốc nên lần trước tôi đến hồng kông tôi rất lưu ý để đi tìm vẫn là do phật bồ tát phù hộ tôi đến thư viện Phật giáo Trung Hoa tìm được một bản đây là bản in lần đầu tiên tại Hồng Kông do pháp sư Tục Lãng in bản này rất cũ giấy cũng chuyển màu vàng rồi lại có một lần tôi có đi thăm pháp sư Giác Quan Pháp Sư Giác Quan gọi điện thoại cho tôi Chúng tôi đã gặp mặt nhau Tôi đến chỗ của thầy dùng cơm Nhìn thấy trên giá sách ở chỗ của thầy Có quyển sách này Nó cùng bản in giống như quyển sách này Nhưng được giữ gìn tốt hơn So với Cái quyển ở chỗ Pháp Sư Thường Hoài Thầy để ở trong tủ sách Rất là sạch sẽ chúng tôi đã mang cả hai quyển này về Hình phía trước bản gốc là màu đen trắng Không phải hình màu Chúng tôi đến Đài Loan Lại đặc biệt tìm được hình gốc Là hình màu Bản mà chúng ta in hiện nay tốt hơn quá nhiều so với bản đó Thù thắng hơn nhiều so với bản gốc Chúng tôi đã tặng 10 quyển cho Pháp Sư Thường Hoài Và cũng đã tặng 10 quyển cho Pháp Sư Giác Quang Chúng tôi xin họ một quyển Sau đó tặng lại cho họ 10 quyển Bản tặng cho họ Đẹp hơn nhiều So với bản họ tặng cho tôi Chúng ta làm như vậy Sau này nhìn thấy chỗ họ có sách Hay muốn xin về Họ mới chịu cho chúng ta Biết được là cho chúng ta không phải là uổng phí Sẽ có hồi báo Sau khi chúng tôi đem về Đã in 20.000 bản nghe nói hiện nay ở đài loan có rất nhiều người nhìn thấy bản này đẹp như vậy họ cũng đều muốn in họ phát tâm tốt hãy in với số lượng lớn bản của chúng tôi để tại xưởng in ấn thế hoa đài bắc bản gốc để ở bên đó không cần thiết dùng chế bản sẽ lãng phí người nào thích in thì đều có thể lấy bản đó để in giá thành sẽ thấp hơn bản mới chúng ta nhất định phải làm cho tốt cho trang nghiêm Để cho người ta sau khi nhìn thấy sanh tâm quan hỷ Bố thí cúng dường Chim lễ tán tháng Cung kính hiệp trưởng Cho nên nếu kinh sách làm không được tinh xảo đẹp đẽ Thì sẽ không được phước Đây là điều mà Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta Phải làm cho thật tốt hết khả năng của mình nhược ngộ cố giả hoặc hủy hoại giả cố là sách cũ giá trị của sách cũ rất cao cao ở chỗ nào gì thứ nhất là nó lưu truyền rất lâu rồi đã từng có rất nhiều người đọc qua trải qua nhiều đời như vậy chứng minh kinh này là chân kinh nếu như là đồ giả ngụy tạo thì đã bị đào thải từ lâu rồi cho nên nó có giá trị lịch sử lại được biết bao nhiêu cao tăng đại đức đọc qua nếu dùng cách nói hiện nay thì từ trường của nó khác nhau sách mới như thế nào đi nữa cũng không thể sánh bằng sách cũ được các vị phải hiểu nó có giá trị kỷ niệm nó có sức hấp dẫn rất mạnh mẽ thế nhưng sách cũ lưu truyền đã lâu rồi thì sẽ bị hư rách hiện nay trên tay tôi đại khái có đến Ba bốn chục bản là sách thời Triều Minh Tính sơ sơ đã gần sáu trăm năm rồi Giấy rất mỏng manh Khi lật ra Sợ nó bị hư rách Cho nên số sách này hiện nay của tôi Làm sao đọc nó đây Photocopy lại Tôi đọc bản photocopy Còn sách gốc thì cất giữ Không nên lật dở nó thường xuyên ở đây thì không thuận tiện Ở Đài Loan thì tương đối thuận tiện Ở Đài Loan tôi sẽ đem đi bồi gáy lại Là giống như bồi tranh vậy Bên trong bồi thêm một lớp giấy bông Sau khi bồi lớp giấy bông này rồi Thì sách này chí ít cũng có thể bảo tồn được một nghìn năm nữa Bởi vì số sách này hiện nay của tôi Phần lớn là in bằng giấy mau biên Không phải là loại giấy rất tốt Là loại giấy mau biên phổ thông Giấy mau biên có thể bảo tồn được 500 năm cho nên hiện nay nhất định phải Tu bổ Tu bổ thì phải bồi gáy lại Sau khi bồi gáy lại rồi Thì đóng bìa trang trí lại Như vậy là có thể kéo dài được tuổi thọ Một nghìn năm Sách này thuộc về đồ cổ Chúng ta phải hiểu được đạo lý này Không nên cho rằng đây là Đồ rách cũ đồ rách cũ thì cần phải dứt bỏ rách cũ mới có giá trị người thật sự trong nghề biết giá trị món hàng chúng ta ở diện bảo tàng cố cung đài loan người ngoài nghề họ thích xem cái gì xem những đồ bằng ngọc thời minh thanh đó là đồ vô cùng tinh xảo đẹp đẽ người trong nghề xem cái gì xem đồ đồng của ba thời hạ thương chu là đồ đồng sắc nát Đồ vật đều không còn hoàn chỉnh Rất là cũ nát rồi Có cái chỉ là một miếng dụng Nhưng là báo vật vô giá Đâu phải những đồ bằng vàng bạc Ngọc, thời minh thanh Mà có thể sánh với nó được chứ Không thể sánh bằng Nó có giá trị lịch sử của nó Cho nên phải hiểu được đạo lý này Kinh sách cũ Chúng ta phải tu bổ Chùa tháp cũ Cũng phải tu bổ nó lại Liên quan đến phương diện này Thì chúng ta đứng sau người Nhật Bản rất xa Tôi đến Nhật Bản Để tham quan Tham học Tôi thật sự khâm phục sắc đất Đối với cách người Nhật Bản Bảo vệ chùa tháp Tu bổ những đồ cổ những thứ này của họ là học được từ trung quốc về sau khi học được rồi họ bảo tồn mãi cho đến hiện nay có thể bảo tồn lâu như vậy hay sao là do mỗi năm họ đều tu bổ Cây trụ này bị mối mọt hết rồi Vẫn dùng loại gỗ giống nhau vật liệu giống nhau Hình thức giống nhau để thay thế nó Cho nên bạn đến Nhật Bản mà xem Chùa Miếu Trang Nghiêm Cách thức thời Triều Hán Học sinh người Nhật Bản du học đến Trung Quốc Thời nhà đường là nhiều nhất Họ học được đều là kiến trúc cổ đại trung quốc có rất nhiều kiểu nhà mái công nhà mái công là kiểu thời triều minh thời triều hán vẫn chưa có mái công cho nên bạn đến nhật bản có thể nhìn thấy kiến trúc thời đại nhà hán nhà đường là hoàn toàn tương ưng với những gì trong sách cổ trung quốc đã ghi chép chúng ta hiện nay đọc lễ ký nhìn thấy cách thức sống của người thời đó có rất nhiều chỗ mình không hiểu đến nhật bản liền hiểu ngay những gì trong đó nói chính là cách thức sống của Nhật Bản Mặc y phục người Nhật mặc hòa phục Trang phục của người Nhật là Hòa phục cũng gọi là ngô phục Nói ngô phục Bạn sẽ có ấn tượng ngay Ngô là gian tô Là trang phục của thời đại ngô Việt đó Được truyền qua người Nhật đến hiện nay Họ vẫn mặc Vẫn là kiểu dáng đó Nhật Bản đã bảo tồn văn hóa cổ đại của Trung Quốc Những cách tu bổ chùa tháp này của họ Đáng để chúng ta học tập Nhất định phải dùng vật liệu gốc Dùng kiểu dáng nguyên bản Thấy đều thay mới hết Nhưng hoàn toàn giống như trước đây vậy họ bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh đây là điểm mà chúng ta không thể không khâm phục khi đến nơi đó tham quan người nhật bản thấy họ có thể hấp thu văn hóa khoa học kỹ thuật tân tiến nhất của người phương tây và đối với những thứ vốn có của mình họ có thể giữ gìn họ không có dứt bỏ nó đây là chỗ họ sáng suốt hơn người trung quốc thậm chí là một con đường cổ của người nhật con đường cũng không chịu phá bỏ mở ra con đường mới là mở bên cạnh con đường cổ là mở nơi khác con đường cổ thì giữ lại đường cổ là lát bằng đá dùng xe ngựa cho khách tham quan khách tham quan ngồi xe ngựa đi trên con đường cổ đó là rất thú vị Tôi lúc đó Tôi đến Nhật Bản để tham quan Đại khái là hơn 20 năm trước Ấn tượng của tôi rất sâu sắc Nói thật ra ở Trung Quốc Có thể khôi phục mấy cái thành cổ Hôm kia nhân dịp Tết Trung Thu tôi chỉ đến thành nhà đường để tụ hội Ở Hồng Kông có thành nhà Tống nói thật ra nếu như ở trung quốc có thể khôi phục phủ khai phong lại như cảnh quan của thời triều tống khôi phục lại tây an giống như kiểu thời triều đường một cái thành nhà đường một cái thành nhà tống làm cho thật lớn người trong đó có thể không cần làm việc gì cả chỉ cần bán một chút đồ ăn vặt cho khách tham quan du lịch là có thể kiếm tiền rồi người trên toàn thế giới đều sẽ đến nơi đó tham quan có người nào không muốn đến nơi đó để xem thử chứ Thử xem cách sinh hoạt của người triều đường Cách sinh hoạt của người triều tống Trang phục ở nơi đó hoàn toàn khôi phục Giống như thời đại đó Dũng cụ cũng là của thời đại đó Khách đến nơi đây để tham quan du lịch Chúng tôi tiếp đãi bạn Sẽ hấp dẫn khách tham quan Trên toàn thế giới Là việc tốt nhưng ý tưởng này được nảy sinh khi tôi đi tham quan Nhật Bản. Không nên cho rằng không có thu nhập. Thu nhập rất đáng kể, rất lớn. Bạn bán đồ lưu niệm. Nhân cơ hội này để tuyên dương văn hóa Trung Quốc. Lợi ích vô lượng vô biên. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà à, Phật.